Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cho tiếp Minecraft thợ săn kho báu. Và hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt ha. Chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu kỹ hơn về cái kỹ năng Summon Eternal này nè. Mình đã học nó nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì mình vẫn chưa có dùng được, vì mình chưa có Eternal thôi. Thế nên hôm nay chúng ta sẽ cố gắng tạo ra một Eternal dành riêng cho mình ha. Để chế tạo được Eternal thì đầu tiên mình cần phải có một cái được gọi là Rio Chamber. Cái này thì chế tạo cũng không quá khó đâu. Để mình sẽ lấy nguyên vật liệu rồi cùng chế tạo nhá. Nó sẽ nằm tít ở phía sau này. Rio Chamber. Đây, mình sẽ làm một cái. Rồi, cái này thì mình sẽ đặt xuống cạnh cái chỗ máy bán hàng đi nha. À, được á, đặt ngay đây nhá. Hiện tại thì nó chưa có bất kỳ một cái kiểu như là cái gì bên trong cái máy ha. Thứ mình cần bây giờ là mình sẽ cho vào đây những cái trader core. Đây là một cái trader core mình sẽ đưa vào ha. Đó, khi mà mình đưa vào thì nó sẽ bắt đầu có một ít ở bên trong rồi nè. Có vẻ là mình cần phải lắp đầy nguyên một cái Rio Chamber này thì phải. Mình còn nhiều trader core lắm. Trader core đâu nhỉ? Tính ra hôm nay mình không cố gắng thêm luôn á. Mình... À đây 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 đây. Bảo sao? Hôm nay đi khám phá mình đâu có... Có lấy mấy cái trader core này mình gắn vô đâu. Nhưng mà mình cũng phải kiểm tra coi coi nó có cho đồ gì tốt tốt không ấy đã. Ui! Có nè. Ồ, bán cho mình kho báu huyền thoại. Ê, thấy rồi nha. Với giá là 4 đồng tiền bạc thôi. Mình sẽ chế tạo thêm một ít nữa đi, cho đủ 12 á. Ôi, 14 luôn rồi. Nhưng mà không sao, 14 thì mua nhiều xíu. Ôi, bán có 1 cái à. Keo kiệt bụng xỉn thế. Rồi, cũng được đây, có thêm một cái kho báu, một tí mình mở nè. Thêm một người bán kho báu huyền thoại nữa. Ồ, được quá ta. Lấy tiền mua tiếp. Mua thêm một cái kho báu nữa. Vậy là tính ra bữa nay chúng ta shopping có lời rồi. Còn ai bán đồ tốt nữa không? Rồi, hiện tại thì trong đây toàn là những người bán mấy cái đồ mà bình thường thôi. Mình có thể cho vô cái Rio Chamber rồi. Không có tiếc đâu. Rồi, trước mắt là chúng ta sẽ cho vô nha. Đó. Xịn xịn. Ú, và thỉnh thoảng mình gắn Rio Chamber vào thì nó cũng cho mình Pandora Box nè. Được quá ta. Rồi tiếp tục thôi. Cứ tiếp tục cái quá trình này ha. Mình nghĩ sẽ không lâu đâu. Hiện tại thì chúng ta đã lắp được 1/3 cái Rio Chamber rồi. Cái bình này có vẻ là cũng khá là mau đầy đó. Rồi, hiện tại là nửa bình rồi nè. Hồi hộp quá à. Không biết là mình sẽ có một cái Eternal trông như thế nào đây. Cố lên. Rồi 3/4 rồi. Một tí nữa thôi. Hy vọng là mình đủ số lượng trader core để chúng ta có thể kiểu như là tạo ra Eternal ha. Ủa? Ồ, ở đây có người bán một cái burger xịn nè. Ồ, cái burger này dùng để làm gì ta? Ồ, tự nhiên có người bán mình một cái loại burger đặc biệt nè. Mình sẽ mua vài cái để dành ha. Nhỡ đâu sau này mình lại cần thì sao? Giờ thì tiếp tục gắn những cái trader core vào cái bình này. Rồi, gần đây rồi. Chắc tầm 3-4 cái nữa thôi. Ý? Rồi, hình như đầy rồi nè. Ồ, chưa à? Thêm một cái nữa. Rồi. Ơ, vẫn chưa à? Ồ, sao lâu vậy ta? Rồi nè, tạo ra rồi nè. Ôi, mình đang tạo ra một Eternal riêng cho mình. Wow. Ý? Có tên là Kim and Jack. Wow, tên là Kim and Jack ha. Ý, được quá nhờ. Có 18.9 máu nè. Sức tấn công là 1.4 thôi. Tốc độ là 2.04. Có thể mặc giáp luôn hả? Ê, sao nhờ. Và khi mình có Eternal thì còn có thể cho xung quanh
À tức là cho mình thêm kháng cự luôn, đồ luôn à, kiểu đi búp cho mình á. Cũng hay quá ta. Mà giáp thì mình còn dư một bộ nè. Chắc mình sẽ lấy bộ này cho Eternal của mình mặc đi. Chứ mình cũng đâu có mặc hết đâu. Hợp lý á. Mà để tốt hơn thì chắc mình sẽ cường hóa luôn. Mặc dù là đồ cho Eternal thôi nhưng mà cũng phải xịn xịn chứ. Đây cho nó cường hóa hết luôn. Rồi. Đưa cho Eternal mặc nè. Rồi thích nha, thích nha. Ở đây là cái gì ta, vũ khí à? Đúng không nhỉ? Mình đưa vũ khí cho... Ồ, chính xác rồi, mình có thể đưa vũ khí cho Eternal dùng luôn á. Mình có cây kiếm hôm qua. Hôm qua mình chưa dùng được, cây kiếm đó yêu cầu cấp độ tới là... 111 lận, mình chưa có dùng được á. Mình sẽ cho Eternal dùng luôn nha. Uầy, cho kiếm vô là sẽ tăng sức tấn công lên nè. Wow. Còn ở đây thì sao ta, mình sẽ chọn cái gì nha. Tốc độ. À cộng tốc độ thôi. À, vậy là mình chỉ được cộng một lần thôi á. Ồ, ra là vậy. Rồi ví dụ bây giờ mình thử kích hoạt cái kỹ năng Summon Eternal coi, coi được chưa nhá. Đây, mà hiện tại mình đang dùng kỹ năng Summon Eternal nè. Ê, kỹ năng này chỉ được dùng ở trong thế giới kho báu thôi, ở bên ngoài thì không được dùng nha. Ồ, ra là vậy. Ui, tò mò quá ha, một xíu chắc đi khám phá liền mới được. Để kiểm tra sức mạnh của Kim and Jack ha. Eternal đầu tiên mà mình sở hữu. Hấp dẫn thiệt sự. Còn bây giờ thì mình sẽ mở những cái Pandora Box mà nãy giờ mình... Ui. Ui. Mới mở ra luôn một cái quần. Hên vậy. Rồi thêm totem đồ nữa cơ. Hên nha. Có mảnh pizza rồi burger đồ cơ. Wow thích thiệt á. Còn có gì đây? Cái miếng gì lại? Live scroll. À tức là kiểu như để cho những cái Eternal hồi sinh là hay sao ấy. Tốt tốt tốt, cấp vô luôn. Hiện tại á thì mình có dư khá là nhiều điểm kỹ năng nè, thế nên chắc mình sẽ nâng cấp thêm kỹ năng của mình đi. Đầu tiên là mình muốn tăng sức mạnh lên, vì bây giờ ở cấp độ 40 thì mình có thể học thêm một điểm sức mạnh nữa nè. Nâng lên nhá, như vậy là chúng ta sẽ có sức mạnh cấp độ 2. Tốc độ thì sao? Có nên nâng tốc độ không ta? Đáng cân nhắc nha. Có tốc độ thì chúng ta sẽ khám phá nhanh hơn đó. Ok. Mình nghĩ là nên nâng một điểm tốc độ luôn. Rồi. Còn về... hết điểm kỹ năng rồi. Vậy là phải đi săn thêm kho báu để cho lên cấp các thứ ha. Nhưng không sao, bây giờ chúng ta đã có sức mạnh 2 và tốc độ 2 thì cũng tương đối ok rồi đó. Ngoài ra thì mình muốn kiểu như là học thêm kiến thức về cái phần Torchmaster nè. Để chúng ta chế tạo ra cây đuốc bậc thầy á. Với cây đuốc đó thì mình sẽ ngăn quái xuất hiện gần nhà mình. Mình thấy khá là ok luôn. Nên bây giờ chúng ta sẽ chế tạo những cái ngôi sao kiến thức nhá. Đây. Mình sẽ làm thêm tầm 5 cái. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái ngôi sao kiến thức. Để mình học về Torchmaster ha. Đây. Đầu tiên là làm đuốc trước. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm thêm Perfect Wutodai ha. Làm thêm vài cái đây. Để dành mà mốt xài luôn. Và cuối cùng là chế tạo ra cây đuốc siêu to khổng lồ thôi. Làm 3 cây nhá. Một cây là mình cắm trước nhà luôn nè. Đó, cây đuốc bị lớn đây đó. Con Zumbai nào lén phén lại đây nữa đi. Mệt mỏi à. Để kẻo ngày nào cũng có Zumbai lại nhà mình thì phiền lắm. Rồi thêm một cái thì mình sẽ cắm ở sau nhà ha. Đây. Còn chỗ nào tình nghi nữa không ta? Trước mắt là mình sẽ cắm ở hai chỗ đó trước. Rồi. Cái còn lại chắc mình sẽ cất rồi để dành ha. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục lên đường để đi săn thêm kho báu ha. Bữa nay có thêm một Eternal đi theo á nên cũng đỡ lo hơn hẳn luôn. Đi thôi nào, đi thôi nào. Hy vọng là chuyến đi này sẽ may mắn nhá. Ôi trời ơi.
nó cho mình rương 7. Ôi nhưng mà được cái là có thêm nhiều rương nè, nhưng mà tăng độ khó nha, cũng căng phết đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử triệu hồi Eternal ra trước nhá. Để coi đây, triệu hồi Eternal ra. Eternal của mình nè. Ui dữ thiệt. Ấy cố lên. Eternal mình còn 14 máu. Cố lên Eternal. Wow, có cách nào để hồi phục cho Eternal của mình không nhờ? Hiện tại mình chưa biết cách để hồi phục cho Eternal của mình. Wow, căng rồi. Bên này có rương gì đây? 89 cấp. What the heck, cái rương đổi 89 cấp. Ui dồi, mình không có đủ kinh nghiệm đổi rồi. Ui, Eternal của mình sao một lúc chiến đấu thì còn có 3 trái tim thôi à. Không được rồi, mình phải dắt Eternal của mình đi thôi. Đi thôi. Ở đây một hồi là cả hai ton luôn á. Eternal của mình đi chậm quá à. Thôi mình đi trước đây. Tuy không có đồng đội nhưng mà dịch chuyển theo thì được, ok. Vậy thì tốt. Mình đi trước đi, Eternal tự dịch chuyển theo mình mà. Nhưng mà hiện tại chưa biết cách để hồi phục cho đồng đội của mình. Khổ thân. Bây giờ mình yếu quá à. Cầm cái kiếm này quýnh mấy con zombie không si nhê. Ây da, chúng đọc. Mình bật kỹ năng Rampage để tăng sức mạnh lên mà còn quýnh không si nhê nè. Giờ quái nó quá trời mạnh rồi. Coi phù thủy đứng ở trên đó chọi xuống kìa. Chơi vô dân quá. Này thì vô dân quá nè. Dám núp chọi được hả? Một cái dòng đầu tiên luôn. Wow, nãy giờ mới tìm được đúng một cái dòng á. Hai cái dòng. Ui, hai dòng khác nhau à. Căng vậy, tổng cộng là mình còn phải tìm tới 20 cái dòng lận. Ui, nhiều thế. Ui, nữa. Ui dồi, thôi là đứng xa không thì ra đi rồi. Người đi chân là toát rồi. Giờ thì mình còn thiếu khá là nhiều những cái Reaper TNT này. Nãy giờ đi không gặp Reaper nha. Căn phòng này bị làm sao rồi? Rường đánh đổi 3 phút hả? 3 phút để tìm. Chắc được, đổi luôn. Ui, sao 3 phút cái rương nhiều cánh cửa thế nhờ. Nhìn cũng thèm mấy cái rương đó lắm nhưng mà thôi kệ. Nào có chìa khóa rồi tính tiếp ha. Ủa, có cái bánh luôn nè. Xin nha. Lên đây mới cưng. Đúng rồi. Thêm 3 linh hồn này chắc đủ rồi đó. Đủ chưa? Yeah, đủ rồi. Tới hồi ghê luôn á. Tới hồi gặp cái Creeper cả đống nó nổ cho thấu điệu cũng banh xác. Bữa nay không gặp con nữa. Cay thiệt á chứ. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ tranh thủ mình coi số đồ nãy giờ có cái nào xịn không ta. Cũng không xịn mấy. Hôm qua thì mình còn dư một cái rương kho báu huyền thoại nè. Với lại bên đây còn hai cái rương, mình sẽ mở thử nha. Nó ra cái quần. Lại ra một cái quần. Là được hai cái quần luôn. Oh my god. Và thêm cái rương huyền thoại thì rương huyền thoại cho cái ổn. Đã nha. Có nên thử cái ổn này không? Được, mình nghĩ là mình nên thử nhân phẩm với cái ổn này. Rồi, ổn huyền thoại. ổn mới đi. Sao cái ổn màu đen thui vậy? Cái ổn này nó có 4 điểm cấp độ và nó tăng 1 khả năng nhảy cao của mình hả? Đeo cái ổn này vào thì mình được nhảy cao nè. Dưới nó cộng mình 2 kháng cự. Vậy thì mình thử mình nâng kỹ năng cho nó coi. Để coi crystal. Mình sẽ chế tạo những cái wutat crystal ha. Đây, mình sẽ làm những cái này. Mình còn thiếu cái miếng ấy à ta. Làm thêm vài miếng này đi. Mình sẽ làm thêm 4 cái ha. Để chúng ta làm
4 cái Wutat Crystal. Cái này nó có công dụng đó chính là giúp mình có thể tăng cấp cho cái vật phẩm của mình luôn ha. Mình không cần phải cày cấp đâu, mình có thể ép nó vào luôn. Giống như vậy. Đó, nó sẽ lên được một cấp nè. Mà không biết nó cho mình cái gì thôi. Ồ, nó cho mình gơ chậm hay sao ấy. Nó cộng cho mình 100% feather fit. Ồ, cái búp này cũng khá là hay nè. Được. Tiếp theo, cấp nó lên cấp 2 thì nó sẽ cộng cho mình kháng đẩy lùi. Cấp 3 thì cộng cho mình thêm 2 máu. Wow. Còn lên cấp 4 thì sao? Lên cấp 4 thì cộng cho mình giảm thời gian hồi chiêu. Wow. Được đó nha. Cái ổn này cộng cho mình cũng khá là nhiều thứ hay ho đấy chứ. Quá là đã luôn. Chỉ có điều nó chưa được cường hóa thôi. Nên chắc bây giờ mình sẽ đi cường hóa cho nó ha. Wide rank. Wide rank là cái gì đây? Ép vô thử luôn. Ôi, có đúng cái giọng wide rank đó thôi vậy. Hơi bèo nha. Vậy là chắc mình phải tìm dân làng bán sách bảo vệ để mình mua rồi. Còn hai cái quần này thì mình có nên thử vận may không? Thử luôn. Đang hên tranh thủ. Biết đâu lại ra cho mình một cái quần mới thì sao? Ồ, nhưng mà có vẻ không mới lắm. Ồ. Hai cái quần bị trùng tiếp rồi. Chắc là bây giờ mình sẽ đi săn kho báu thêm một lần nữa ha. Hy vọng là lần này sẽ cần phải đánh boss để mình cho Eternal của mình cùng nhau chiến đấu với mình. Wow, nghe có vẻ hấp dẫn ấy. Đi thôi. Hy vọng lần này là đánh boss nhá. Đúng không? Chính xác rồi. Lần này chúng ta sẽ đánh boss. Và chỉ cần tìm có 3 phiến đá cổ thôi. Và căn phòng đầu tiên thì nó giấu đồ tích ở dưới nước lận. Ui, cho nón á. Really? Mới cái rương đầu tiên thôi mà mình mở ra cái nón rồi. Ui. Được này. Còn rương không? Ây da. Ao. Hết oxy. Ui, hên. Hên là mới đi xuống hơi thôi. Phải đi sâu quá là chắc ngạt thở rồi. Wow, căn phòng tiếp theo là một cái căn phòng... Có rương giấu trong này. Ủa? Rương đánh đổi 91 cấp. Càng ngày thì nó yêu cầu càng nhiều cấp để đánh đổi rương ấy. Mình chắc mình không thèm đổi luôn. Nó bịp mình đấy, mình bị dụ 2-3 lần rồi. Không để bị dụ nữa đâu. Đừng có mơ. Ui, mảnh chìa khóa đâu nè, thích nha. Mảnh chìa khóa để sắp tới có gì mình sẽ rèn ra những cái chìa khóa và mở cánh cửa bí ẩn đấy. Cũng khá là hay đó. Rương đổi 3 phút hả ta? Cái này thì đổi được. Ok. Lâu lắm rồi mình mới gặp lại các căn phòng mà thành phố này nè. Đầu tiên thì mình sẽ đi xuống ống cống trước. Thường là đồ xịn nó sẽ giấu dưới ống cống ấy. Đó. Để chúng ta loot nha. Nhưng mà lần này có vẻ không xịn lắm rồi. Ui da, ai da, ai da. Ui, phòng này thì giấu cả kim cương. Ok. Ui trời. May thế. Hên là giáp mình mạnh nha. Nó nổ gần như vậy mà mình mất có cỡ 4 trái tim thôi. Tính ra là mình còn hên đó. Yêu. Sợ quá à. Đứng tim thiệt sự. Trên máy bay thì sao? Trên máy bay thì giấu đồ cũng không xịn. Đây nữa nè. Ôi. Đó. Thấy coi đó sai không? Cái cánh cổng lần trước tìm Reaper thì không thấy đâu. Mà cánh cổng lần này không tìm Reaper. Nó xuất hiện hẳn ở trên máy bay để nó đợi mình. Thấy nó treo người mình chưa? Phiến đá thứ hai. Ồ, kế bên căn phòng kho báu dưới lòng đất là chỗ phiến đá cuối cùng luôn. Quá sẽ đã. Rồi nhá, giờ là dịp để chúng ta... Ủa, nó còn một cái rương thử thách. À không, rương này đổi 91 cấp mà. Thôi dẹp đi. Tưởng đâu rương đổi bằng trái tim thì được. Rồi, giờ thì chúng ta sẽ thử sức mạnh của Eternal của mình ha. Để coi trận chiến này Eternal của mình sẽ thể hiện như thế nào đây.
Rồi giờ thì chuẩn bị. Triệu hồi Eternal ra một cái. Kích hoạt boss lên. Vô. Ui. Mình và Eternal sẽ cùng nhau chiến đấu. Vô vô. Ôi da, ai da. Ui boss của em mạnh vậy. Cố lên Eternal. Trời đất ơi. Rồi. Thanh niên boss này. Ai. Dám đánh Eternal của mình hả? Chết tiệt. Đấm Eternal của mình lật nằm một đống ngay kế bên đây luôn nè. Nhưng không sao, mình đã trả thù cho Eternal của mình rồi. Giờ thì đi mở rừng nha. Còn cái về phần Eternal của mình thì ồ, làm sao để hồi sinh ta? Thôi xong rồi. Mình chỉ mới biết cách triệu hồi với cách tạo ra, nhưng mà mình chưa biết cách để hồi sinh. Tức xong rồi. Toàn Eternal của mình rồi. Trước mắt thì robot sẽ cho mình một ít đồ, như là lại là một cái quần. Hôm nay mình mở nhiều mảnh quần thế. Với lại thêm một ít đồ lạc vặt ha. Có một cái shark pouch. Mình có thể chứa không giới hạn số lượng linh hồn hả? À, thì ra là phải có cái này thì mình mới lụm được linh hồn mới sao nè. Trời đất ơi, bảo sao? Bảo sao hổng rài mình đi khám phá mình. Mình không có linh hồn là tại vì mình không có cái túi đựng hay sao nè. Rồi luôn, hiểu vấn đề luôn. Nhưng mà trước khi đi săn kiểu như kho báu thêm một chập nữa thì để mình dẫn gồng mình đi khám phá cái đã. Ủa, bữa nay mình muốn dẫn gồng mình đi khám phá một chập cái đã. Rồi nha, đi nha. Ê nhưng mà khoan. Trước khi đi thì để mình chế tạo thêm một cái vật phẩm giúp mình có thể điều khiển rồng dễ hơn. Đó chính là cái Dragon Flute. Dragon Flute. Đây, công thức nó nè. Khá là rẻ thôi. Cái này giống như là cây sáo gì đó. Mình có thể thổi để mình kêu rồng mình. Cũng rất là hay á nha. Được, còn bây giờ thì đi thôi. Chủ yếu là chuyến này đi thì mình sẽ đi săn thêm rồng á. Để chúng ta có thêm vảy nè và xương. Mang về làm lò luyện thép rồng á. Nhưng mà bây giờ tìm rồng ngoài tự nhiên khó quá. Mình với rồng của mình đi cũng lâu lắm rồi đó mà chưa thấy cái con rồng hoang dã nữa hết. Hơi su cà na nha. Rồi đây nhà của ai đây? Ồ, nhà của thanh niên zombie à. Ok. Ồ, nông dân chăm chỉ ha. Rồi thấy chăm chỉ thôi tha đó. Bên này thì sao? À biết rồi, bên đây là nhà của mấy thanh niên ma cà rồng. Tụ tập chơi bời trong này chứ gì. Biết hết. Rồng, thiếu rủi cái nhà này. Tụ tập ăn chơi đàn đúm là mình thấy không ưa rồi. Hủ tiêu. Phun lửa đi em. À ma cà rồng hả? Phun lửa luôn. Sợ chưa? Này thì đàn đúm nè. Hủ tiêu hết. Không cho thấy anh tắc quái ở đây nữa đâu. Rồi. Còn trong này là băng đảng gì nữa đây? Băng đảng Neonic. Ồ. Ui, nhìn thấy ghê vậy. Mấy người này nhìn như Hero Prime ấy. Ồ. Ghê thiệt. Ui. Hôm qua hết gặp vàng rồi, bây giờ còn gặp kim cương nữa. Kim cương á, người ta bỏ vô kho đồ, ta cất đi. Cứ treo treo như vậy rồi dễ mất lắm. Không, mình mà không đi ngang lụm là kiểu gì cũng bị sơn tặc lụm mất đi á. Nguy hiểm chưa? Phải ra tay giúp đỡ liền. Rồi bên đây là chỗ của ai nữa đây? À, đây là chỗ của Illager. Chỗ của mấy thanh niên cướp dân làng đồ á. À, còn có đàn em canh gác đồ, căng thế nhờ. Bước ở đây. Bước ở đây mình ta chấp hết. Bước ở đây. Một mình ta chấp hết. Bước ở đây. Bước ra đây. Một mình ta chấp hết. Ồ, tưởng thế nào? Như thế nào? Như thế nào? Ui, giờ mình đi ăn hiếp với thanh niên này được này. Hợp lý. Rồi rồi rồi, tới tên đại ca rồi. Tiếc là cái kỹ năng summon Eternal của mình á, không có dùng được ở bên ngoài. Nhưng mong sao, tự mình sẽ xử thanh niên này thôi. À, Illager cho mình cây kiếm bằng vàng nè. Kiếm hoàng gia.
căng đấy nhờ. Xin nha. Rồi trong rương thì có táo vàng cường hóa đâu nè. Cũng tốt. Ồ mình có nhìn lầm không vậy? À mình không nhìn lầm đâu. Phía bên trong cái hóa thạch này là một đống ngọc lục bảo luôn. Ồ, thích phải. Mình xin hết. Vô tình phát hiện cái chỗ hóa thạch hơi bị dầu luôn nè. Được đó. Ồ, hồi nãy mình cưỡi gồng á, cái nó hơi lắc lắc map. Và mình thấy ở dưới lòng đất nó có rất là nhiều rương luôn. Có khi nào ở dưới này là một cái tổ rồng không? Nghi lắm. Thử nhá. Giờ chúng ta sẽ thử đi đào sâu tít xuống dưới. Kiểm tra thử. Đúng thiệt. Gần đây có một cái tổ rồng nè. Ủa? Tổ rồng sấm sét luôn. Oh my god. Cắn rồi. Tổ rồng lửa thì mình từng đối đầu nhưng mà rồng sấm sét mà sống ở dưới lòng đất thì mình chưa bao giờ. Chuẩn bị chiến đấu nha. Kỹ năng là kỹ năng Rampage này nè. Còn gì nữa nhờ, mình có gì? À hồi phục nữa, rồi. Ok, quyết định vậy nhá. Ừ, mình còn mũi tên mà ta, đúng. Mình lấy mũi tên ra xíu mình cà khịa nữa. Rồi, trước mắt là cà khịa trước. Vô. Chủ động tấn công luôn. Bắn. Bắn rồng sấm sét ngàn năm. Ripper đi ra nha. Không cho đi luôn. Rồng sấm sét hả? Bắn lên bờ xuống ruộng luôn. Ô. Chiến thắng rồi. Nhờ cây cung Netherite mà chúng ta đã chiến thắng được một con rồng sấm sét hơi bị xỉn. Ồ, thích thiệt, thích thiệt. Và sẽ thật là tuyệt vời nếu như bây giờ mình loot được cả một cái trứng rồng sấm sét. Thử nhá. Để xem nào. Có không? Wow, có trứng rồng. Hai trứng rồng luôn. Trời. Dạo ơi. Dạo to, dạo to. Mấy con xương này đi ra nha, chỗ đang vui nha. Chiến này mình bội thú rồi. Lên đên trên biển một hồi gặp một cái công trình. Nhưng mà hiện tại thì mình có thể, có vẻ là chưa vô được đâu. Vì nó vẫn cần có chìa khóa thì mới vào được á. Nhưng mà bây giờ mình có rồng thì không biết là rồng có phá hủy được cánh cửa hay không. Mình sẽ thử ha. Được hay không? Cố lên rồng, cố lên rồng. Ồ, rồng đang phun lửa vào những cái khối gạch đó. Và nó biến thành những khối gạch bị thiêu rụi kìa. Những khối này thì mình có thể dùng cúp để đập không? Có vẻ là không ăn thua. Vẫn không vào được ha. Bắt buộc mình phải có cái chìa khóa Rít đó thì mình mới có thể vô được công trình này. Đây rồi, đây rồi. Tấn công. Ây da, mình ăn nhầm nút rồi. Cởi rồng lại. No. Rồng đợi anh, đợi anh. Rồi. Đỏ sức mạnh rồng nào. Đúng rồi, tấn công. Rồng mình có mặt giáp nên mình không sợ con rồng hoang dã này đâu. Ôi ơi. Nó chơi chiêu áp sát để nó tấn công mình. Áo. Ổn nha. Dám chơi lại hả? Mình sẽ lấy cung mình bắn nó thôi. Hoặc là mình sẽ tự xử cũng được. Ôi, đâu rồi. Con rồng khủng khiếp. Này thì chơi lại hả? Bắn rồi nè. Tạng đòi rồi, rồng mình có rồng hỗ trợ nên cũng không sao đâu. Mình và rồng cùng nhau tấn công ha. Xong kiếm hộp bích. Này thì rồng nè. Rồng quá dễ hả? Lại đây rồng. Cố lên, đúng rồi, tấn công đi em. Ui. Cũng nhầm người rồi. Đúng rồi, cặp nữa. Cố lên rồng. Rồng mình đang... Ừ, hay lắm. Wow. Rồng lửa mình làm được việc thiệt sự. Rồi xuống đây. Đụng là trụng, không có ngán á. Và chiến lợi phẩm chúng ta là một cái xác rồng thơm bơ. Chờ chúng ta lại loot nè. Phải vậy chứ. Nhiều nhiều vậy nha.
Ồ, có 15 vảy thôi. Ôi, mình với rồng song kiếm hợp bích thì siêu mạnh luôn. Không ổn công mình nuôi nấng rồi mặc giáp các thứ cho rồng rầm lửa ha. Giờ thì cùng nhau lút xác thôi. Con rồng này thì bao nhiêu vảy đây? Ôi, con rồng này khá hơn con rồng hồi nãy được 1 vảy. Ok. Mà nhìn cái Eternal của mình á, chưa được hồi sinh mình cũng thấy buồn buồn á. Nên bây giờ chúng ta sẽ hồi sinh lại ha. Hồi nãy mình có đọc hướng dẫn của cái kỹ năng thì mình thấy nó có hướng dẫn là mình cần phải dùng cái Life Scroll, cái cuộn sách sự sống á, cuộn giấy sự sống. Mà cái đó thì mình lâu lâu có loot được á. Nè. À, mình phải dục vô đây. Rồi rồi rồi, hiểu rồi. Hồi sinh rồi, Eternal của mình đã sống lại rồi nè. Ý, mà giờ mới để ý Eternal của mình là một bạn nữ nha. Thích thiệt sự. Chắc một xíu mình phải nâng niu và bảo vệ mới được. Chứ để đi chung với mình rồi ăn hành thì cũng tội nghiệp á. Không biết là mình dùng thuốc hồi phục thì... Ồ, mình có thể chữa thương cho Eternal của mình bằng cách chọi thuốc hồi phục nha. Rồi, biết cách rồi. Vậy thì đỡ lo hơn rồi đó. Ice. Ui, con boss này chơi điếm rồi, chơi dịch chuyển xuống dưới rồi. Eternal mình còn ở trên kìa. Làm sao để đưa Eternal mình xuống đây giờ ta? Ok, một mình xử cũng được. Không sao hết. Tự mình xử. Vô. Mình hơi bị mạnh rồi nhá. Sức mạnh mình đã lên một tầm cao mới rồi. Giờ tạm thời là dẫn mở rương trước nha. Ý, boss cho nhiều đồ thế nhờ. Shopping nào, chúng ta sẽ mua liền một cái siêu up the hunter ha. Rồi mua một cái. Yeah, quá là đã luôn. Cất vô thôi. Chúng ta đã có được một cái siêu đầu tiên rồi. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình vừa có một Eternal mới dành riêng cho mình ha. Và đặc biệt hơn là mình hoàn toàn có thể có được nhiều Eternal trong cùng một lúc ấy. Mình phải gán nâng cái kỹ năng Summon Eternal lên cấp 4 là mình sẽ có thêm một Eternal riêng nữa. Vậy là mình sẽ có hai đồng đội hả ta? Chắc mình phải để dành tiền. À không, để dành điểm kỹ năng để mình nâng cấp cái kỹ năng Eternal này lên á. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng đi cày nốt những cái vảy rồng nữa để chúng ta sớm có được một cái lò luyện rồng và nâng cấp thêm những cây kiếm mới á. Rồi cho Eternal mình dùng nữa. Như vậy thì cả mình và đồng đội của mình đều mạnh á. Và kế hoạch là như vậy. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến phiêu lưu kế tiếp. Cũng giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.